Bạn là một người yêu thích văn hóa phương Đông. Bạn muốn được giao lưu cùng những người có cùng đam mê, cùng nghiên cứu về văn hóa với những chuyên gia hàng đầu và tài nguyên học tập phong phú. Phát triển, ứng dụng các giá trị truyền thống Nho Dịch Đạo vào cuộc sống trong thời đại mới để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Chào mừng bạn đến với Viện Văn hóa Kinh tế Việt Nam ASEAN, nơi tinh hoa văn hóa được hội tụ, nơi văn hóa kết nối để phát triển kinh tế. Viện Văn hóa và Kinh tế Việt Nam ASEAN là tổ chức tinh hoa văn hóa do ông Phạm Xuân Phương, Phong thủy Đại sư Tam Nguyên, thành lập vào tháng 8 năm 2024. Phong thủy Đại sư Tam Nguyên có nền tảng học vấn vững chắc với học vị tiến sĩ phong thủy và văn hóa phương Đông cùng bằng thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông đã được trao tặng danh hiệu chuyên gia phong thủy quốc tế và ghi nhận là học viên của sau tiến sĩ ngành dịch học của Viện Khổng Tử tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông đã nghiên cứu và ứng dụng các văn hóa truyền thống ưu tú của Việt Nam, phương Đông như Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Bách gia Chư Tử và các học thuyết khác. Với sứ mệnh tạo ra một trung tâm chuyên nghiệp để giới thiệu và bảo tồn di sản, phát triển các chương trình nghiên cứu và giáo dục nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết về giá trị văn hóa trong cộng đồng ASEAN và toàn cầu. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là trọng đạo, kính thiên, ái nhân, trở thành tổ chức có tâm thế, có năng lực nghiên cứu, phát triển và năng lực tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng tích hợp các giá trị tinh hoa văn hóa mỗi dân tộc vào cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại. Kính thiên, tôn trọng, bảo vệ, gìn giữ tự nhiên, sống và làm việc thuận theo tự nhiên là thuận với đạo. Ái nhân, yêu thương con người, yêu thương muôn loài, tôn trọng các mối quan hệ tự nhiên, không phân biệt đối xử giữa con người với con người, văn hóa với văn hóa. Viện Văn hóa và Kinh tế Việt Nam ASEAN rất tự hào khi thành lập nên cộng đồng văn hóa phương Đông. Cộng đồng văn hóa phương Đông hướng tới việc trở thành một tổ chức hàng đầu về tư vấn và nghiên cứu về văn hóa, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Các hoạt động chủ yếu của cộng đồng bao gồm: thứ nhất, giới thiệu các sự kiện văn hóa; thứ hai, cung cấp các chương trình đào tạo, xuất bản và phát hành sách, tài liệu về văn hóa Nho Dịch Đạo; thứ ba, tạo diễn đàn để các thành viên giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm; thứ tư, bảo tồn di sản văn hóa cùng với việc xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế. Viện Văn hóa và Kinh tế Việt Nam ASEAN được thành lập vì một xã hội ngày càng phát triển, văn minh. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng quý vị cùng xây dựng, phát huy văn hóa Việt, trí tuệ Việt, đoàn kết dân tộc, tự hào truyền thống, kết nối kinh tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại.